Sáng ngày 17 tháng 3, đoàn đua giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cúp Đi Qua Xe bước vào chặng thi đấu thứ 10, lộ trình từ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về lại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đường dài 120 km. Do là chặng đua cuối nên các tay đua Bùi Thị Quỳnh, Đinh Thị Như Quỳnh, Đi Qua Xe Bình Dương, Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi, tập đoàn Lộc Trời thay phiên nhau tấn công để nhằm thoát đi khi các tay đua này chỉ có cách biệt hơn một phút so với áo vàng Pattaya Chanibon Thái Lan. Tuy nhiên, mọi nỗ lực này đã không thành khi ekip Thái Lan luôn tung sức ra để kéo tấp đồng bắt lại. Tại Sprint 1, tay đua Hoàng Thị Soan, quân khu 7, rút thắng trước Trần Thị Phương Dung, thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Nguyễn Thị Bé Hồng, sổ số kiến thiết Đồng Tháp để giành 5 điểm thưởng. Ba tay đua Lâm Thị Kim Ngân, tập đoàn Lộc Trời, Subasa Makise, Đi Qua Xe Bình Dương và Trần Xuân Thảo, thành phố Hồ Chí Minh Vinama tấn công và tách được khỏi tốp đông để cùng nhau hướng đến điểm Sprint 2. Tay đua Lâm Thị Kim Ngân đã rút thắng trước Subasa Makise để giành 5 điểm thưởng. Sau khi qua Sprint 2, tay đua Lâm Thị Kim Ngân và Subasa Makise thay phiên nhau kéo và tạo được cách biệt một phút so với tốp đông phía sau để cùng nhau đi về đích. Khi còn cách đích đến gần 5 km, tay đua Lâm Thị Kim Ngân đã thoát khỏi Subasa Makise để đi về đích đến một mình thành công và về nhất chặng đua cuối với thành tích 2 giờ 44 phút, tốc độ trung bình 40,976 km/h. Tốp đông do ekip Thái Lan điều phối kéo về đích sau một phút và chính thức bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc cho tay đua Pattaya Chanibon. Xếp hạng nhì tay đua Somasat Pedarin, tay đua Bùi Thị Quỳnh có mùa giải thành công với hạng 3 và giải áo xanh chung cuộc với tổng điểm là 84. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai, tập đoàn Lộc Trời nhận danh hiệu áo đỏ nữ hoàng leo núi với tổng điểm đèo là 53. Tay đua Lâm Thị Thùy Dương, thành phố Hồ Chí Minh Vinama giành danh hiệu áo trắng, tay đua trẻ xuất sắc. Riêng danh hiệu áo hồng Miss Đi Qua Xe Cup 2023 được trao về cho tay đua mang số đeo 62, Marituni Croc đến từ đội xe đạp Philippines. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc với danh hiệu này. Cảm ơn ban tổ chức cuộc đua. Hy vọng chúng tôi sẽ được tham gia ở những năm kế tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn. Hi Philippines. Thì lúc mà em được mặc đồ mặc áo xanh á thì em rất khó khăn để phải bảo vệ trên đường đua thì các đội thì cũng cạnh tranh nhau. Thì như An Giang thì Nguyễn Thị Thu Mai cũng muốn tấn công để đi đánh lấy điểm áo xanh để tại vì em lo sợ cái Nguyễn Thị Thu Mai nên đội trước tiên là em phải cảm ơn đội đã luôn đồng hành và bảo vệ em trong suốt chặng đường. Giải đấu này thì cũng làm đệm cho em để em bước tới SEA Games, là cũng làm cho em tích lũy kinh nghiệm học hỏi nhiều cái để em bước tới SEA Games ạ. Ở nội dung đồng đội, chủ nhà Đi Qua Xe Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch đồng đội, xếp hạng nhì tập đoàn Lộc Trời và hạng 3 tuyển Thái Lan. Phải nói đến giờ này thì ban tổ chức rất là vui. Giải năm nay thì phải nói là rất thành công về công tác tổ chức cũng như về mặt chuyên môn, mà như nhận định ban đầu của các chuyên gia, các báo đài cũng như các nước mà nhận định thì phải nói là chất lượng chuyên môn hôm nay thật sự là không ngờ, rất là ngạc nhiên. Thì các em chạy quá tốt với mà giải bưu xe đầy khó khăn, đầy nắng gió, với là tổng cự ly là 1.101 km, nhưng mà chẳng nào cũng vậy, động viên chúng ta chạy hầu như là về trước giờ quy định của ban tổ chức gần nửa tiếng. Sau 10 chặng thi đấu quyết liệt, hấp dẫn và giàu cảm xúc, các tay đua của 18 đội xe đạp trong nước và quốc tế đã chinh phục tổng cự ly 1.101 km, vượt 6 ngọn đèo đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu để về đích tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương an toàn, thành công, đạt chất lượng chuyên môn cao. Các đội khách mời năm nay như tuyển Malaysia, Thái Lan, Philippines, Đài Loan, Kazakhstan đã cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực trong từng chặng thi đấu, góp phần mang đến cho đường đua thật sự sôi động, qua đó giúp các đội đua trong nước, đặc biệt là các thành viên đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam có dịp thi đấu cọ sát,
chuẩn bị cho SEA Games 32 trên đất Campuchia vào tháng 5 tới đây. Tạm biệt BWC Cup 2023, hẹn gặp lại ở mùa giải lần thứ 14 năm 2024 với nhiều thành tích mới.